Này các bạn ơi, ở đây là cái nước khoáng mà nó từ lòng đất nó sôi sùng sục luôn á. Crayfish, lobsters, the penny norma size, 5 to 8 minutes. Mussels, pippies, cockles, any shellfish, 10 to 20 seconds. The temperature on the surface of Karekuhuru, 98 to 100 degrees Celsius. Tức là cái nước này nó sôi, nó sẽ nóng từ khoảng 90 mấy độ tới 100 độ. Cho nên là cái cô đó, cô đang trước mình là cô nói là cái này đó để nấu tôm hùm này nọ bỏ xuống 8 và 9. Nhưng mấy cái con như kiểu con hào này nọ thì bỏ xuống vài chục giây thôi là coi như là chín rồi. Cái độ nóng nó cực kỳ nóng các bạn nhé, cho nên là tự nhiên hết. Making its way, turning right where the shed is down there. That's our bathroom. That's where our people bathe. So when the water goes down, little bubbles come to the surface, resembling champagne. Their second name, champagne pool. These are alkaline springs. That's why they're so clear and blue. You can drink the water. What it has. Bạn ơi, đây là suối khoáng nước nóng, coi như là mình nghĩ là cái nhiệt độ đây nó kinh khủng lắm á. Yeah, có thể là cỡ 300 độ á. Tức là ở đây hồi nãy, lúc nãy cô kia cô nói là bây giờ cái này tôm hùm chỉ cần bỏ vô tí xíu thôi là coi như là mấy phút là chín con tôm hùm đó, là các bạn cứ tưởng tượng cái độ nóng như thế nào. Đây là nước khoáng tự nhiên. Thì một số cái trung tâm spa hoặc là cái chỗ khoáng nước nóng đó, người ta lấy cái suối nước nóng, người ta lấy nước nóng từ lòng đất, sau đó người ta đưa về những cái spa. Và các bạn cứ tưởng tượng người ta sẽ làm những cái hot spring, những cái spa để cho mình tắm khoáng, rất là có lợi cho sức khỏe nhé. Rồi đây là hồ bùng mà nó sôi sùng sục như thế này, các bạn đoán biết là ở đây nó khoảng bao nhiêu độ không? Để mình cho các bạn xem nhé. Đây là cái hồ này, nó gọi là hồ baby, hồ em bé đó, nó nóng hơn 100 độ C. Cho nên là mình xuống dưới đây là mình luộc, coi như là mình lột da luôn đó. Trứng thì chắc có lẽ mình bỏ xuống mình luộc chắc trong vòng vài phút và coi như là chín rồi.